Alo bạn à? Bạn có ở công ty không? Tôi bảo này, thế để tôi đưa bố tôi đến làm cái răng sâu với nhỉ? Tôi hỏi cái, ở chỗ bạn có bọc răng vàng không? À có hả? Được, thế để tôi đưa bố tôi đến đấy để bọc cái răng vàng luôn nhá, bạn nhá. Alo, chị là, nhầm, cô là mẹ của Thình. Này cháu ơi, cho cô hỏi nhá, ở chỗ cháu ấy là có nhận bọc răng đồng không nhỉ? Có à? Thế lát nữa Thình nó qua nó làm việc với cháu nhá. Rồi ok, cô cảm ơn nhá. Chào dạ, cháu. Đưa đây. Chị. Này, từ lúc nào mà chị nhảy phát lên làm mẹ của tôi đấy? Rồi ui, nói chuyện qua điện thoại ấy thì mình cứ nói như thế cho nó tạo cái độ uy tín, hiểu không? Chứ còn cái người bên kia người ta có biết mình là ai đâu. À mà đúng rồi. Em đang bảo bạn em là em đưa bố qua để bọc cái răng vàng. Sao chị bảo là đưa bố qua để bọc cái răng đồng là như nào? Này, chị nói cho em biết nhá. Ở đây ấy là chị không phải tự ý nhá, mà đây là chị đang truyền đạt lại cái ý của mẹ em nhá. Nói chung là chị chỉ làm theo nhiệm vụ được giao thôi, đúng không? Mẹ em bảo chị làm cái gì cơ? Mẹ em biết là em định đưa bố em đi bọc răng vàng. Đấy, thế nhưng mà bây giờ mẹ em bảo là không cần bọc răng vàng mà chỉ cần bọc răng đồng thôi. Vô lý. Bây giờ em đi làm rồi, em có tiền, em muốn báo hiếu cho bố mẹ. Có gì là sai? Với cả là bọc cái răng vàng có gì to tát đâu. Này, ai bảo em nó không to tát? Thế em không để ý à? Giá vàng bây giờ như là cứ leo thang từng ngày một, em không thấy à? Ôi trời ơi, mà cứ bọc cho bố em cái răng đồng thôi, xong về bảo răng vàng, bố em biết đấy là đâu. À, thế tóm lại là bây giờ mẹ em bảo em đi lừa bố em á? Sao thế được nhỉ? Bây giờ con trai làm cho bố cái răng vàng, rồi bố đi khoe hàng xóm láng giềng ấy, chả hãnh diện à? Đúng không? Tự hào chứ. Mẹ em bảo thế này này. Thứ nhất ấy, là vàng mà để đeo vào răng ấy thì nó hơi phí, đúng không? Thế thì thay vì cái việc là mình bọc cái răng vàng thì mình chỉ cần bọc cái răng đồng thôi. Còn cái tiền còn thừa ấy, em sẽ mua cho bố em một cái điện thoại xịn. Ấy, thế là vừa có răng để dùng lại vừa có điện thoại xịn để khoe. Trời ơi, chả sướng cả, đúng không? Tức là bây giờ là bọc răng đồng là có cả điện thoại dùng luôn. Được không? Cũng có lý đấy. Trời ơi, chả có lý thì sao? Mẹ em bảo là chả nhẽ nhá, mỗi một lần mà khoe là con cái nó báo hiếu ấy thì là cứ phải há mồm ra, há hốc cái mồm ra xong rồi nhẹ cái răng ra trông như con đuổi ươi, đúng không? Cái trò là tạm đúng đi. Thế bây giờ cái thứ nhất chị nói rồi. Thế cái thứ hai là cái gì? Lý do thứ hai ấy là bố em là một người rất là tham công tiếc việc, hiểu không? Đúng. Ấy, ông ấy vừa chạy taxi này, xong rồi lại còn chạy cả ship này. Ấy, mà còn chạy đêm chạy hôm không? Rất nhiều lần nhá, mẹ em đã nói với bố em là thôi đừng chạy đêm nữa, nhưng mà ông ấy bảo như nào em biết không? Tôi làm gì có cái gì để cho thằng cướp nó thèm đâu. Ấy, hiểu không? Nhỉ. Này, chưa hết đâu nhá. Nếu như có cái răng vàng rồi ấy thì đố ông Tùng ông mới dám đi nhậu ngoắc cần câu đấy. Không, nó chả đẻ răng luôn đi chứ. Thế cho nên tóm lại là cứ làm cho ông cái răng đồng, rồi về bảo ông ấy là răng vàng. Hợp lý đấy. Chị, bác Tùng đi lắp răng vàng bây giờ đi ạ. Chào cô. Em xem nào. Ôi trời ơi, cái hóa hết cả mắt. May quá cơ, về tới nhà rồi. Nói thật với cô nhá, từ cái lúc mà tôi lắp cái răng vàng ấy, đi ở ngoài đường ấy là tôi không dám nói to đâu. Không sợ người ta phát hiện ra mình có cái răng vàng. Chưa hết đâu chị ạ. Cả đoạn đường nhá, bố buồn hắt xì hơi nhưng bố không dám hắt xì hơi. Thế á? Toàn cười thật. Mà Thình ạ, bố đã nói với con rồi, thôi thì lắp cho bố cái răng sứ là được rồi. Đằng này ấy, lại quý bố quá, yêu bố quá, lắp hẳn cho bố cái răng bằng vàng. Nói thật với cô chưa, vàng ấy thì đang lên giá ầm ầm, trong khi ấy, mồm mình thì lại có cái răng những hai chỉ vàng. Tôi cứ thấy lâng lâng thế nào. Lâng lâng là phải rồi bác ạ. Gâm gậm hẳn hai chỉ vàng trong miệng chứ có ít đâu. Bà em bảo này, bác nhá, là từ giờ trở đi là bác đừng có đi ship đêm nữa, cũng đừng có chở khách khuya nữa. Thế mà đặc biệt ấy là bác đừng có nhậu ấy nha, nhậu say quá cần câu là mất răng vàng đấy. Cũng nói thật với cô,
từ lúc cháu nó lắp cho tôi cái răng vàng ấy, vâng, là tôi cũng tính cái phương án đấy rồi. Vâng. Ờ, là phải không nhọc nhẹt, không đi đêm nữa. Vâng, đấy. Chứ nó cướp một cái thì toi. Đúng rồi, bắt luôn hai chỉ. À, chưa hết, chưa hết. Ôi, à, tháng này ấy, là doanh số là tăng, thành thử là con được thưởng. Ừ. Đây, con còn tặng kèm bố thêm cái điện thoại nữa. Ôi giời ơi, đất bố bác đây. Bố cầm mà dùng. Ôi, điện thoại xịn thế. Dạ. Ôi giời ơi, tặng bố cả điện thoại nữa cơ. Vâng. Cái này là đắt tiền lắm đấy con ạ. Dạ. Bác Hùng này, em nó có lòng có dạ thì bác cứ nhận đi. Mấy này cũng phải để cho nó cơ hội để nó báo hiếu chứ lì. Nhất hai bác đi nhá. Vâng. Thế thì bố mẹ xin. Dạ. Thính ơi. Dạ. Thính ơi, bố bị cướp rồi. Bố làm sao này? Sao đây? Cướp ở đâu? Làm sao? Như nào? Không sao, trong lúc giằng co thì bố bị nó đấm cho mấy cái. Thế nhưng mà mất rồi, mất tòi rồi các con ạ. Cái gì mất? Mất cái gì? Mất cái gì? Thì đấy, cái điện thoại mấy chục triệu con mua tặng bố đấy. Ôi rồi. Thế là nó cướp rồi à? Nó cướp rồi. Mà chú bị cướp ở đâu? Hả? Ở gần chợ thôi. Gần chợ? Chợ đông như thế sao chú không hô lên? À, bao nhiêu người ở đấy chú hô lên cái là mọi người chạy ra với chú thôi, có cái gì đâu. Ừ. Chú có bị ngu đâu hả? Sao ạ? Bây giờ chú mở mồm ra chú hô cướp, chứ nó phát hiện ra cái răng vàng hai chỉ của chú nó cướp nốt rồi. Tại con. Tại con. Okay. Này, sao tự nhiên lại cứ phải đôn bước vào mặt mình thế? Sao thế con? Hâm à? Bố với bạn không hiểu được đâu. Tại con. Tại con. Thế là thế nào đấy? Cháu